đặt ngoài luôn hoặc nó vào đây. Em đi hai lần là vì em vừa em rét hết cả người. Thế à? Đấy là em tắm em chỉ ngâm hai chân thôi. Ăn đây chị ơi. Đấy là đây ngon.
quay thoải mái. Dưới này ngon này. Còn nóng kia. Đây này chị mình cần nấu à. Thắp đi. Cần. Bà ơi mua củ cải đi ạ. Không có gì. YouTuber. Nhưng mà em không có được bao nhiêu rồi đâu. Có mua củ cải không? Củ cải không? Ok chưa được. Con đang quen cải, con đang không phải chăn lười đâu. Vâng. Con đang vui này, vui đang kể cái này kia này này. Đây bảo chị. Đây. Đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi.